người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Cà phê và khát vọng Đại Hàn, phần 1. Cà phê và giấc mộng đế quốc. Nửa sau thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 là giai đoạn biến động nhất lịch sử Hàn Quốc. Chủ nghĩa đế quốc từ châu Âu tràn qua châu Á, mang theo các khái niệm về văn minh lan rộng trong các đoàn thể quần chúng. Từ đây khởi lên những trăn trở về giấc mộng phản phong kiến và xây dựng quốc gia hiện đại. Trong hành trình hiện thực hóa giấc mộng đó, Gojong, vị vua cuối cùng của triều đại Joseon, đã đóng vai trò lãnh đạo, đưa Hàn Quốc từ vương triều phong kiến thành nhà nước cận đại, xưng danh đế quốc Đại Hàn và bắt đầu công cuộc cải cách, đặt nền tảng cho sự phát triển của đất nước sau này. Dưới sự lãnh đạo của ông, người đã từng đặt chân đến các quốc gia hiện đại như Mỹ, Nga, các nước châu Âu. Lần đầu tiên Hàn Quốc có chính sách giáo dục bắt buộc, có học viện khoa học hiện đại, nhà in sách, văn phòng cấp bằng sáng chế và trung tâm toán học. Gojong cũng bảo hộ các hoạt động nghiên cứu, học hỏi tinh hoa văn hóa các cường quốc đương thời. Năm 1882, khi Hàn, Mỹ ký hiệp ước hòa bình, hữu nghị, thương mại và hàng hải, cà phê, thức uống thời thượng ở Mỹ lúc bấy giờ được du nhập vào đế quốc Đại Hàn. Hoàng đế Gojong rất yêu thích cà phê, thức uống đặc biệt khiến thần trí con người tỉnh táo và yêu cầu phục vụ cà phê trong hoàng gia. Tòa nhà Seo-yo-yeon trong cung điện Deok-su-yung được xây dựng theo phong cách phương Tây, là nơi ông uống cà phê cùng các bộ trưởng khi thảo luận vấn đề quốc gia. Đặc biệt, ông cho phép một người phụ nữ gốc Đức nổi tiếng pha chế cà phê ngon và am hiểu văn hóa Âu Châu phụ trách pha chế cà phê riêng cho hoàng gia. Đến năm 1902, Hoàng đế Gojong hỗ trợ Son Tak mở quán cà phê đầu tiên ở thủ đô Seoul. Thời kỳ đầu, quán cà phê được gọi là Da Bang, dành riêng cho hoàng gia, chính trị gia, giới thượng lưu và các nhà ngoại giao. Thủ tướng Anh Winston Churchill, tiểu thuyết gia Jack London, Mark Twain đều đã từng đến quán cà phê này. Trong thời gian ngắn, quán cà phê trở thành nơi gặp gỡ của những nhân vật có tầm ảnh hưởng và giới tri thức ủng hộ cải cách. Quán cà phê Son Tak không chỉ đóng vai trò quan trọng như trung tâm ngoại giao của đế quốc Đại Hàn lúc bấy giờ, mà còn là không gian thảo luận của hầu hết các phong trào đổi mới. Nhóm các nhà khai sáng khao khát thúc đẩy tự cường quốc gia Jeondong Gurabu đã hoạt động chủ yếu ở đây, hay tờ báo Daehan Maeshinbo luận bàn về các vấn đề thời cuộc xã hội nhằm khai sáng cho người Hàn hiểu biết hơn về quốc gia cũng được ra đời tại quán cà phê này. Trong quá trình cải cách, Hàn Quốc đã thực hiện hàng trăm dự án hiện đại hóa toàn diện. Đến đầu thế kỷ 20, đế quốc Đại Hàn đã được công nhận là một cường quốc ở Đông Á. Năm 1910, Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc. Giai đoạn này, các phong trào yêu nước triển khai mạnh mẽ dưới dạng các phong trào văn hóa, với mục tiêu là nhấn mạnh vào tính quan trọng của việc nuôi dưỡng, vun bồi nội lực chuẩn bị cho độc lập dân tộc. Đặc trưng tiêu biểu là nhu cầu khẳng định bản sắc, bản thể thông qua hệ thống các biểu tượng, giá trị tượng trưng làm trụ cột cho tính chính thể dân tộc. Sự phát triển của hàng quán cà phê trong đời sống xã hội Hàn Quốc sau phong trào độc lập Sami
sự kiện xúc tác cho việc thành lập chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc cũng thể hiện rõ điều này. Theo đó, quán cà phê theo phong cách riêng được giới văn nhân nghệ sĩ Hàn Quốc thành lập năm 1927. Tiếp đến, các quán cà phê đầu tiên do người Hàn Quốc điều hành sử dụng nội thất đại diện văn hóa Hàn Quốc hiện đại được sáng tạo bởi các họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nghệ nhân Hàn được ra đời như Kakadu, Zebi Dabang, cà phê Tsuru. Quán cà phê được tổ chức như không gian trải nghiệm văn hóa và thức tỉnh thời đại, nơi tổ chức các sự kiện triển lãm nghệ thuật, thảo luận văn học và biểu diễn âm nhạc. Quán cà phê cũng là nơi sáng tạo các tác phẩm lay động tư tưởng dân chúng của nhà thơ Lee Chang, Lee Kwang-soo, tiểu thuyết gia Kim Yo-yeong và họa sĩ Koo Bun-won. Với nỗ lực thay đổi đất nước mạnh mẽ, một loạt cải cách về văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật được diễn ra dưới sự dẫn dắt của Hoàng đế Gojong. Cùng với đó, tư tưởng tiến bộ và tinh thần sáng tạo của toàn dân tộc được khởi xuất trong hàng quán cà phê đã giúp Hàn Quốc có được những sự phát triển vượt bậc. Đây chính là nền tảng cơ bản để Hàn Quốc hiện thực hóa giấc mộng đế quốc, xây dựng quốc gia hiện đại.